Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Gunnar Malia hôm 14 tháng 5 cho biết, các lực lượng Ukraine đã giành lại hơn 10 vị trí của Nga ở ngoại ô thành phố Bakhmut. Hôm nay, các đơn vị của chúng tôi đã giành được hơn 10 vị trí của đối phương ở vùng ngoại ô phía Bắc và phía Nam của Bakhmut, bà Gunnar Malia thông báo. Binh sĩ của Nga thuộc nhiều đơn vị khác nhau đã bị bắt. Bất cứ ai nắm được tình hình thực tế và đang ở Bakhmut đều hiểu mức độ nghiêm trọng của những điều đang xảy ra. Theo bà Malia, giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở Bakhmut, thành phố nằm ở khu vực phía đông của Donetsk, và quân đội Nga đang cố gắng tiến công, phá hủy mọi thứ trên đường di chuyển. Cũng trong ngày 14 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đẩy lùi các nỗ lực của Ukraine nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ ở Bakhmut. Đối phương đã nỗ lực chọc thủng phòng tuyến của chúng tôi ở phía Bắc và phía Nam Bakhmut trong những ngày qua. Nhưng tất cả các cuộc tấn công của quân đội Ukraine đã bị đẩy lùi. Không có phòng tuyến nào của Nga bị chọc thủng, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov cho hay. Theo ông Konashenkov, các đơn vị tấn công được hỗ trợ bởi lực lượng lính dù đang tiếp tục tham gia vào các trận chiến để giành quyền kiểm soát phần phía tây của Bakhmut. Theo nhiều quan chức và chuyên gia quân sự phương Tây, Ukraine đang chuẩn bị phản công để giành lại lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát ở các khu vực phía đông Donetsk và Lugansk, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhzhia ở phía nam.